Tại hội nghị phát động chung tay hành động chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết mỗi ngày trên địa bàn thành phố, khối lượng rác thải phát sinh từ 5.500 cho đến 6.000 tấn, trong đó rác thải nhựa chiếm 8 đến 10% các loại rác thải này thuộc loại khó và lâu phân hủy. Trong thời gian qua, công tác phòng chống rác thải đã có sự vào cuộc tích cực của các sở ngành, sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân và các doanh nghiệp. Một số đơn vị như siêu thị Bixi, Lotte, Copmart, Copfood đã có những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa bằng cách sử dụng túi tự hủy sinh học, sử dụng phương pháp bao gói rau củ bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên từ lá chuối, lá dong, túi giấy để thay thế cho túi ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần, vân vân. Để hạn chế việc phát thải rác thải nhựa, thời gian tới Sở Công Thương Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đồng bộ đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và phân phối tiêu dùng, thực hiện cam kết trong công tác chống rác thải nhựa và thực hiện lộ trình sản xuất kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phấn đấu đến năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất không sản xuất các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Các trung tâm thương mại, siêu thị phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% không dùng túi ni lông khó phân hủy.